Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Ngựa già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Lòng tốt thì không nên có sự nghi ngờ. Vị khách, câu chuyện về một vị khách không mời mà đến. Tam phục u tông hỷ danh thần y, nhất khuy bảo kê khánh dực tâm linh. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tướng công, đến giờ ăn rồi. Được rồi, nương tử, vất vả cho nàng quá. Nương tử, nương tử, hả? Đi, đi đi, đi. Ở đâu có con rắn chui vào phòng thế này? Cút đi. Nếu mày không xéo đi, tao giết chết mày. Hả? À, nương tử, nàng không thể giết nó được. Nàng không thể giết nó được đâu. Nương tử à, nàng giết nó không khác gì là gây oán với nó. Tại sao thiếp không thể giết nó chứ? Nàng nhìn xem, con rắn này nó biết vâng lời, không làm tổn hại đến nàng mà. Vậy thì lẽ nào nàng lại làm tổn thương nó chứ? Nếu nàng sợ, chỉ cần nàng cẩn thận một chút là được rồi, không còn vấn đề gì đâu. Hơn nữa, ta nghĩ cũng đã đến lúc nó vào nhà, đốt củi sưởi ấm cho nó đi. Vả lại sao chúng ta đuổi nó ra ngoài nhà trong lúc trời lạnh như thế này được chứ? Nghe cũng có lý, nhưng thiếp e rằng chúng ta không thể để nó ở giữa nhà được. Thank you.
cha. Nương tử chạy mau. Tại sao lại xảy ra chuyện như này chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Thật hết chịu nổi rồi, thiếp cố đuổi nó đi nhưng chàng lại ngăn cản. Bây giờ đã có chuyện rồi đó, chàng thấy chưa? Thiếp đã cảnh báo trước mà chàng lại trách thiếp mời rắn vô nhà, tức là rước đại họa đó. Chàng có hiểu không? Nếu nó còn ở đây một ngày nào thì đó là ngày chàng phải ra khỏi nhà. Lòng tốt của chàng là như thế này đó hả? Bây giờ nó đã trở mặt báo thù rồi đó, chàng nói đi chứ. Chàng nói đi chứ. Hả? 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 Có chuyện gì xảy ra vậy? Đông Đức à? Nương con. Nương tử. Nương con. Đừng sợ nương tử. Nương con. Nương tử. Ta phải làm sao đây? Nương con, ta phải làm sao đây? Nương con. Nương tử. Con rắn đó hả? Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà.